Ok, chào các bạn, tôi là Nguyễn Công Trình đây. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái ứng dụng BlueSmack đây. Đấy, đây là một cái ứng dụng rất độc đáo mà các bạn chỉ cần chơi trò chơi cũng có thể kiếm được tiền. Và các bạn không cần phải quá nhiều kỹ năng, các bạn cũng có thể kiếm được tiền. Đấy. Và đây các bạn có thể tuyển người nữa, tức là các bạn giới thiệu được nhiều người vào thì các bạn sẽ nhiều người chơi cái trò chơi này, các bạn sẽ được được tiền đấy. Đầu tiên tôi sẽ chỉ cho các bạn là cách để chúng ta giới thiệu người nó như thế nào. Ok, các bạn có thấy biểu tượng bánh răng nữa không? Các bạn vào biểu tượng bánh răng này đấy, các bạn vào cái mục gọi là không, các bạn cũng có thể làm như thế này nữa. Đây, đây là cái cách nhanh và đơn giản này. Các bạn thấy cái biểu tượng dấu xanh xanh người đây không? Đấy, các bạn bấm vào. Thấy chưa? Tại đây thì các bạn có thể tuyển qua Facebook. Chẳng hạn tôi đăng lên Facebook chẳng hạn. Đấy. Tôi đăng lên Facebook. Đăng lên Facebook của tôi. Mọi người chơi trò này nhé. Tôi sẽ kêu gọi. Đấy, vì thời gian gấp gáp cho nên là tôi đang nhanh. Còn đây là author, tức là các bạn khác đấy. Các bạn có thể chia sẻ lên Gmail chẳng hạn, email của bạn. Bạn có thể sao chép vào bộ nhớ, hay là bạn có thể gửi bằng Bluetooth. Đấy, bạn gửi bạn bè bằng ứng dụng điện thoại nữa, qua tin nhắn nữa, rất là nhiều. Đúng không? Các bạn cũng có thể copy link để đặt lên các trang mạng xã hội khác. Ok, như thế là tôi vừa chỉ cho các bạn cách thức để tuyển red, để tuyển người. Đấy. Và mỗi mỗi người đăng nhập vào ấy thì chúng ta sẽ được là 0,5 đô. Đúng không? Để chơi thì chơi trò chơi này thì các bạn vào cái mục level đây. Các bạn thấy không? Sub level play earn đây, and earn đây. Có biểu tượng 3 ngôi sao đây. Các bạn nhấp vào. Ok. Tại đây thì bạn có thể mời những người bạn của bạn ở trên Facebook bằng cách là bạn nhấm vào invite đây. Biểu tượng invite ở dưới đấy. Và bây giờ tôi sẽ chơi nhé, các bạn để ý phía dưới góc trái, phía dưới màn hình nhé. Phía dưới góc trái màn hình có chữ Watch Play đây, bạn nhấp vào. Ok. Máy nó đang chạy. Nó có quảng cáo, dĩ nhiên rồi. Một ứng dụng mà nó muốn tồn tại thì nó phải có quảng cáo để nó có thể có doanh thu cho nó. Đúng không? Rồi, chờ máy mình tí nhá, nó hơi lâu. Đây, tại đây thì các bạn có thể bắn. Đấy, các bạn bắn để các bạn kiếm điểm. Đây tôi bắn xí lụi, tôi bắn làm demo cho các bạn thôi. Đấy, và các bạn chờ cho nó hết thời gian nhé. Đấy, cứ bắn thôi, chờ hết thời gian thì sẽ được phần thưởng, sẽ được điểm. Đấy. Hay đúng không? Rất thú vị. Chỉ chơi thôi nhưng cũng có tiền. Ok, thế là đã xong rồi. Đã hết thời gian.
Đấy, thì tại mục Willy này thì nó là cái điểm tổng, top tổng theo 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 tuần. Đây là top tổng theo theo ngày. Đấy. Tức là cái top theo 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 ngày đấy. Bạn phải vào top thì bạn mới có tiền nhé. Ví dụ bạn ở top top 1 thì bạn sẽ được 7 đô. Top 2 thì bạn sẽ được 5 đô, top 3 3 thì bạn sẽ được 3 đô. Đấy. Bạn nhấc continue tiếp. Thì tại đây bạn có thể cá cược nữa. Cá cược đây. Cá cược nhá. Ví dụ tôi cá với mức 100 100 coin nhá. Ok, tôi bán. Tôi chơi trò chơi này. Đấy. Đấy. Thì bạn đã thành công. Ở đây nó bảo là bet 100 coin, có nghĩa là bạn cược tiếp 100 coin. Chen thay đổi betting, có nghĩa là bạn thay đổi số coin đấy. Bạn có thể nhấp bet 100 để tiếp. Đấy. Bạn có thể cứ như thế này để bạn kiếm tiền nhờ vào cái này. Đấy. Thấy không? Rất đơn giản đúng không? Đấy, tại đây thì tôi đã ở vị trí số 6 này. Đấy. Đây là tổng tổng số điểm, tổng số tiền mà bạn có thể rút được. Bạn vào đây để rút. Tôi nhắc lại nhá. Vào cái biểu tượng 100 này này, biểu tượng xanh này. Chúng ta nhấp vào. Tại đây thì chúng ta nhập số tiền mà chúng ta cần rút. Ví dụ như chúng ta nhập 5 đô chẳng hạn, tối thiểu là 5 đô nhá. Rồi sau đó bạn nhập email của bạn vào, bạn nhập lại một lần nữa email của bạn. Đấy. Ok, như thế là tôi vừa chỉ cho các bạn là cách thức để mà chúng ta kiếm tiền thông qua cái ứng dụng này. Và hẹn gặp lại các bạn ở cái buổi chia sẻ tiếp theo nhé. Đấy, thì các bạn có thể hoàn toàn có thể kiếm được được tiền nhờ vào cái app này.